hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại facial nó đang hot và nó đem lại kết quả rất là cao cho khách hàng. Thì bây giờ mình muốn giới thiệu cái loại facial này là mình sẽ dùng cái súng để đưa cái dưỡng chất vào khuôn mặt của khách hàng, dùng cái đầu nano hoàn toàn không đau đớn nha, nhưng mà cái dưỡng chất này sẽ thấm sâu xuống cái lớp thứ ba của bề mặt da. Thì cũng giống như những cái loại facial bình thường, trước khi mình làm mình phải steam, lấy sạch cái bề mặt da trước cho khách hàng. Mình sẽ dùng cái sản phẩm là Salon cả. Đây là một khách hàng nam quen thuộc của mình, người ta đến với mình mỗi 3 tuần. Đây, trước tiên là mình sẽ làm những cái bước cơ bản trong tất cả những cái facial đều có. Đó là mình sẽ lấy sạch sâu trước cho khách. Cái này pre-cleanser để làm cho da, khi mà mình steam vậy thì da lỗ chân lông nó sẽ thông thoáng, nó sẽ lấy đi những cái vết, những cái dơ ở dưới bề mặt của da. Sau khi mà làm xong hết tất cả cái bước này, mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn một cái loại máy mà gọi là phải là all-in-one. Tại hồi xưa đó, lâu nay á, khi mà dùng cái máy đó là cần phải có cái kỹ thuật rất là cao, cần phải cái độ am hiểu rất là cao. Nhưng mà bên công ty Nail Job bây giờ đang độc quyền cái sản phẩm này. Mình sẽ bật mí cho các bạn qua cái sản phẩm này là cái sản phẩm gì mà tất cả khách hàng mình đều thích. Khi mình làm facial thì tất nhiên trước khi mình sẽ rửa tay sạch rồi, tại vì cần có cái đồ tiếp xúc trên bề mặt của da khách. Nếu như khi mà mình sử dụng các dịch vụ có liên quan đến máu, khi mình nặng mụn mình sẽ dùng, nhưng mà mình cố gắng mình dùng bằng cái tay này của mình. Thì tại vì trước khi mình làm mình đã rửa sạch tay và sanitize trước khi mình dùng đến mắt của khách rồi. Tại khi mà mình làm á, mình mang găng tay á, cái đồ bám trên bề mặt da nó cũng giảm, và khách người ta cũng không có thích đâu. Tại vì khi mình massage nó kêu lụp bụp lụp bụp lụp bụp, người ta không có thích đâu. Nhưng mà khi mà mình làm những cái mà khi mình nặng mùng giảm hàng, hoặc là làm những cái loại máy facial như micro needling, chemical peel, thì mình mang găng tay ha. Tại cái đó nó liên quan đến máu. Thế tiếp theo á, mình sẽ dùng cái skin scrub. Mình cũng chấm lên 5 điểm trên khuôn mặt của khách. Cái này là mình chỉ làm nhanh những cái bước mà mình clean mặt, clean da chết cho khách thôi ha. Tại vì bình thường tùy mỗi loại facial để mình, hoặc là tùy mỗi loại cái giá tiền để mình sử dụng những cái dịch vụ hoặc là những cái service khác nhau trên khuôn mặt khách. Người khách này á, thì tới của mình mỗi 3 tuần. Thì rất là thích cái dịch vụ mà facial mình sắp làm ở đây, là mình sẽ bật mí cho các bạn. Và cái đó là cái gì ha? Thứ là thăm thả đời mình một xíu. Mình sẽ đi nhanh qua cái bước này thôi. Tại khách hàng này là mới làm micro microdermoration 3 tuần trước, nhìn da của Si thì cũng rất là sạch. Bình thường một cái facial á, là mình sẽ có ít nhất là 7 cái step để clean da only. Sau đó mình sẽ tùy theo cái da người ta cần điều trị hay là chuyên sâu về cái gì để mình làm tiếp theo. Nhưng mà bên mình là at least là sẽ có bao gồm 7 bước. Bây giờ mình sẽ làm ngắn gọn cái này để giới thiệu lên cái phần chính cho các bạn biết thôi.
Hiện tại mình đang làm cái facial này, mình gọi là facial nhanh. Nhưng mà cái kết quả nó đem lại rất là cao, và cái giá trị mình chốt người ta cũng cao, từ 45 phút thôi. Nhưng mà cái facial này mình chốt 120 đồng. Tại vì sao? Tại vì mình độc quyền cái máy này. Và trong cái máy này nó đã bao gồm hết tất cả những cái dưỡng chất mà khách cần rồi. Facial hồi xưa người ta cứ nghĩ là chỉ dành cho phụ nữ thôi nha, hoàn toàn sai nha mấy bạn. Bây giờ nam giới người ta làm nhiều lắm. Ok, hiện tại là khuôn mặt của khách hàng rất là sạch nha. Bây giờ mình muốn cho nó khô một xíu, mình sẽ lấy napkin mình thấm. Tại sao mình lại cần thấm napkin? Tại vì mình muốn bề mặt da bây giờ sạch nhưng mà mình muốn khô, để khi mà mình đưa cái dưỡng chất vô á, cái dưỡng chất nó sẽ thấm thâu vô. Ok, bây giờ nha, mình sẽ chiếu cần cái khuôn mặt của khách hàng để cho các bạn thấy được là cái khuôn mặt của khách hàng cần cái gì và mình đang làm cái gì nha. Để mình một xíu nha. Đây là cần cái khuôn mặt của khách hàng. Thì các bạn thấy cái bề mặt da của Hi được khỏe nhưng mà Hi có những cái nếp nhăn. Và cái công việc chính của Hi á là Hi là chủ một cái hãng mà chuyên làm về máy lạnh, nên cái môi trường làm việc của Hi á là bên ngoài trời nó nóng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái mục đích chính của cái facial mình đang dùng. Cái máy này mình gọi là nano infusion. Nó là cái gì? Nó sẽ đưa dưỡng chất đi sâu, thấm sâu vào lớp thứ ba của bề mặt da. Thường thường da của mình nó sẽ có tổng cộng là 3 lớp. Thường bì, trung bì và hạ bì, có nghĩa là lớp trên, lớp giữa và lớp dưới. Thì bình thường bằng cái bàn tay của mình đưa dưỡng chất không bao giờ nó xuống sâu ở dưới cái bề mặt da được. Thì bây giờ bằng cái máy này, bằng cái đầu nano hoàn toàn là không có kim nha, không có gây máu, không đau đớn, nhưng mà nó sẽ đưa dưỡng chất vô sâu dưới bề mặt của da. Tại vì bình thường mà hồi xưa khi mà chưa có cái máy này á thì làm rất là cực. Là tại vì mình phải hòa, mình phải biết được cái lượng khách, mình biết được cái bề mặt da là cần cái gì, mình phải hòa ra những cái loại serum khác nhau để cung cấp dưỡng chất. Nhưng mà bây giờ bên Nail Shop đang độc quyền cái sản phẩm này là như thế nào? Đây là có tổng cộng là những cái hộp, nha. Thì trong này á nó có là làm sáng da này, cấp nước này, nó có hết. Nó đã bao gồm những cái dưỡng chất bên trong này, nó đã có sẵn rồi. Mình chỉ cần tháo ra, mình lắp vô máy, thì khách cần gì mình cung cấp cái đó. Thì trong này nó đã có hết rồi. Thì ai muốn mà biết thêm cái chi tiết của những cái này á thì inbox cho mình, mình sẽ giải thích thêm. Và cái này đưa vô cái facial của mình nó rất là dễ lấy tiền luôn. Hồi xưa mấy bạn phải cần học chuyên sâu chuyên môn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cái máy này làm ra thì rất là dễ, sắp và dễ luôn. Thì bây giờ nha, thường thường ở trong này á là nó có những cái hộp nhỏ này này. Trong cái mỗi hộp nhỏ này nó đã có những cái chất serum khác nhau, mình nó đã mix cho mình rồi. Thì khi mở ra nó sẽ là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ làm cho mấy bạn thấy cái máy này á. Tại vì làm nhiều quá nó hết pin luôn, chứ bình thường á chỉ cần chát thôi, không cần cắm dây. Nhưng mà tại vì mình làm nhiều quá nên máy nó hết pin. Thì nó rất là dễ, mình chỉ mở. Trong này nó có cái dưỡng chất sẵn rồi nha, nó có serum sẵn rồi, không có cần hòa ra chén, không có cần can cái liều lượng gì hết trơn á. Khi mình vặn này, mình vặn cái đầu nắp ra này, thì cái đầu này gọi là cái đầu nano. Cái đầu này gọi là đầu nano, bên trong nó có dưỡng chất serum sẵn rồi. Vậy mình cần cung cấp cho khách, mình chỉ để vô trong máy này. Để vô. Rất easy. Bây giờ là mình sẽ đi hết cái khuôn mặt của khách. Thì cái này cái dưỡng chất nó sẽ đưa sâu xuống lớp thứ ba của da, nuôi dưỡng da. Hiện tại mình đang đi cái này là mình đi cái dưỡng chất á, là HA, nó cung cấp nước cho bề mặt da. Là tại vì khách hàng này luôn luôn làm ở bên ngoài,
cái môi trường nóng, bề mặt da khách nó hơi bị khô, thô ráp. Thì các bạn biết collagen hay là elastin nó sống nhờ gì? Nhờ nước. Thì HA là một cái phân tử hấu nước. Thì khi mà mình cung cấp cái dưỡng chất này cho trên bề mặt của khách thì tất nhiên nó sẽ nuôi dưỡng collagen và elastin. Thì lúc đó cái bề mặt da nó sẽ được nhăn này, căng mọng này, sáng này. Ok, bây giờ mình start nhé. Thì cái này mình đôi khi mình làm á, mình cố gắng mình đi trực diện thẳng trong cái sâu xuống bề mặt da, đừng có đi nghiêng, tại vì mình cần cái độ tiếp xúc lớn ở đây ở trên bề mặt nha. Yeah, mình chỉ cần bấm như thế. Are you feel hot sir? Okay. Những cái vết nhăn á, mình cần mình để lâu một xíu cho nó xuống. Mình có rất là nhiều khách hàng, nhất là những cái chị em làm nail nha, kể cả các anh trai làm nail luôn, người ta thích cái dịch vụ này. Tại vì sao? Tại vì á, nhiều người nhát, người nhiều sợ là giống như thường thường mà mình đi micro needling, mình phải đi kim này, chạy máu này, gây tổn thương da, và cần có một cái sự là mình phải là take time đợi cho da peel này nọ. Nhưng mà cái này là... dạ bây giờ máy nó đang hoạt động nha, nó đây nè, rất là dễ. Thì các bạn biết cái môi trường của mấy anh chị làm nail nha, vì cái môi trường nó có acetone này, nó có liquid này, nó thường thường làm cho da mình nó không có thở được, hoặc là thiếu oxy trên bề mặt da, khô, thiếu nước. Thì khi mà mình dùng những cái sản phẩm bình thường bên ngoài á, nó không có thẩm thấu vô sâu được, phải cần có máy, phải cần có cái dụng cụ. Thì đây là một cái dụng cụ mà mấy anh chị á có thể mua dùng ở nhà, khỏi phải ra ngoài. Tại vì hoặc là mấy anh chị làm thì mấy anh chị có thể bán cho khách. Cái này là nó đang đưa cái dịch chất xuống mặt ra, nó chỉ tạo ra cái tiếng thôi nhưng mà nó không có đau đớn gì hết. It's just not annoying, but it's not hurt at all. Cái này anh chị trước là dễ kiếm tiền luôn á. Em thích đi cái này lắm, đi xong là những cái da mình nó căng mỏng luôn á. Ồ, sản phẩm này ha, nếu như chị muốn tìm hiểu cái sản phẩm này á thì liên hệ qua Nail Shop hoặc là inbox trực tiếp cho em nha. Tại cái sản phẩm này là bên Nail Shop đang độc quyền nha, bên em đang độc quyền nha, em là đại lý của Nail Shop nha. Để em cầm cái máy em quay gần cho mấy chị thấy được nha, tại vì như lúc nhìn xa quá mấy chị không thấy. Kệ, để em một xíu nha. Thì đây, đây là cái máy nha. Okay. Tại vì em làm nhiều quá nó hết pin nên em cắm pin lên chày luôn, chứ bình thường là không cần. Thì bây giờ đây là cái bề mặt da khách này, em đưa xuống này, mấy anh chị đưa thẳng xuống này, chị phải lấy dây để lên. Thì ở đầu này á, cái này gọi là cái đầu nano, mấy chị thấy bên trong có cái bình không? Cái bình này là nó sẽ cấp cái dưỡng chất đi thẳng xuống sâu luôn nè. À, hồi xưa á, mà cái này nó anh chị đi làm á, và son rất là tốn tiền. Tại vì sao? Cái công nghệ hồi xưa nó chưa tiên tiến. Khi mà làm đưa cái dưỡng chất này là phải dùng một cái máy rất là bự, nó tốn kém lắm. Nhưng bây giờ anh chị mua một lần là xài hoài luôn, mà mình vừa làm được vừa cho khách được nữa, mà khách thích lắm. Nhất là những cái rành sâu này, những cái rành mà anh chị thấy nó nhăn không? Như vậy á. Để rồi. Bên em đang đọc tiếng cái sản phẩm này nha. Và nói luôn là cái sản phẩm này á, là xuất xứ từ Hàn Quốc nha. Em sẽ đưa cho mấy chị xem. Trước cái làm cái này á, anh chị có thể làm ở nhà cũng được, làm trên da của mình luôn. Như em là em dùng trên da đen, một cái máy này em bị ở nhà. Nhất là anh chị thấy không, cái chân chim, chân cái khóe mắt này thường như vậy này, này thì mình sẽ đi. Đi xong là cảm giác rất là căng bóng luôn. Cố gắng là cho cái dưỡng chất nó sâu vô những cái mà
Hoàn toàn không đau đớn gì. Nghe bắn cái súng này thì nghe, nhưng mà cái tiếng nó vậy đó, nó không có đau đớn gì hết. Cái đầu này là đầu nano để đưa dưỡng chất xuống sau này. Nó dùng một cái lực tự nó đưa thẳng phải ra. Cái này là cái đặc quyền của bên em. Em là đại lý của Nelsoft nha. Anh chị muốn chị biết thông tin thì là inbox trực tiếp cho em, hoặc là hội thoại trực tiếp vào nhau chat để được tư vấn. Khi đưa cái dịch vụ này vô á, khách nó thích lắm. Tại vì hồi xưa á, tại vì mình không làm facial thôi, chứ là người nước ngoài người ta đi tới những cái spa Mỹ á, mấy anh chị thấy những cái máy mình trắng to và nó có những cái khẩu súng này nè, nhưng mà nó nối liền với một cái máy lớn lắm để tầm cái áp suất để đưa vô. Thì bên em á đặt tiền với bên chỗ Hàn Quốc để mà sáng tạo ra một cái máy mà nó rất là nhẹ gọn. Cái dưỡng chất bên trong rất là nhiều nha, vô tư đi hết cái mặt luôn nha. Khách làm cái này làm xong là đi về, không có cần phải là tránh nữa chứ. Không phải giống như là thằng chemical kia hay Michael Miller. Mấy anh chị nhớ là khi những cái sản phẩm đắt tiền như là Chanel hay là Ohui or whatever, những cái sản phẩm anh chị dùng, mấy anh chị dùng bằng tay, nó không có thể thấu vô sâu xuống cái lớp thứ ba của da được. Tại vì thường thường khi mặt da mình nó có lớp sừng á, thì trước khi làm cái này á thì mình tẩy trước, tẩy cái da, để sơ cái da chết của mình. À có nha, bên em là chuyên về tới cho nó. Có gì thì inbox trực tiếp thì mình cho em vô Facebook nha. Tại bây giờ em không có trả lời từng cái cá nhân được, cứ là inbox cho em. Thì sắp tới đây bên nhau chó cũng sẽ cố gắng đi tới những cái các cái tiểu bang á, để đưa những cái kiến thức chuyên nghiệp này cho mấy anh chị. Anh chị thấy không? Hoàn toàn không đau đớn gì trơn á. Em đưa sát vô này. Mấy chị thấy cái này là cái dưỡng chất nằm bên trong cái súng này. Cái này á, mình dùng personal, mỗi khách mình dùng xong mình vứt. Chị nghe cái tiếng này, chị em bắn vô cái đầu này nè. Mình đã dùng cái áp suất để nó đẩy cái dưỡng chất đi xuống sâu cho mình. Giống như trong cái quá trình như là mình chích Botox hay là filler á, thì người ta cũng đưa cái dưỡng chất, những cái chất lòng đầy xuống những cái nếp nhăn. Nhưng mà cái đó mình phải giữ mạng và theo hồn 1-6 tháng. Nhưng với khẩu súng này với cái chi phí rẻ này, anh chị mua một lần á là anh chị có thể xài được rồi. Mình cứ mua dưỡng chất, tại vì mỗi da, mỗi cái cơ địa, mỗi khuôn mặt nó khác nhau. Nên mình, nếu anh chị cần tư vấn là cái da mình cần cái gì thì Ela cũng tư vấn được cho. Nếu anh chị mua đúng cái sản phẩm, cái dưỡng chất để đi sâu xuống luôn. Ồ, nãy giờ em làm quá trời mà nó như cái khuôn mặt này, anh chị thấy không? Thấy cái serum bên trong nó cũng còn quá trời luôn này, nhiều lắm. Một mặt như vậy em tính 120 rất là yêu thương, không có tốn tâm tốn sức nữa trơn, nhất là trong trung tâm những cái này.
Em thích đi xung quanh những cái rừng mà nó tạo cái nước ngang đó, gọi là bếp xung quanh đó. Nó sẽ đưa cái dưỡng chất này xuống những cái đó để nó giảm. Ôi giá, nếu mình muốn biết giá thì inbox cho mình nha. Tại vì cái này là cái sản phẩm độc quyền của bên Nail Shop. Mình là đại lý của Nail Shop thì nếu như chị mua đây cũng được hết, mua mình cũng được, mua bên Nail Shop cũng được. Nhưng mà nếu như muốn được mình tư vấn, tại vì mình là một cái chuyên viên chuyên chăm sóc da, mình sẽ hiểu được cái làn da của bạn cần cái gì. Và mình có thể tư vấn cho bạn dùng cái sản phẩm này cho một cái làn da khác nhau. Tại vì mình làm gì mình biết được. Mình sẽ tư vấn, tại vì cái này á, nó có cái dòng sản phẩm này nó có những cái dưỡng chất khác nhau, tại vì mỗi người mỗi cái cơ địa mỗi tâm địa nó sẽ là khác nhau, nên làn da mỗi người nó sẽ cần những cái dưỡng chất khác nhau. Này mình quay lại cho mấy bạn coi những cái dưỡng chất mình mới đi lên trên cái khuôn mặt của khách nha. Khách em là làm liên tục 3 tuần á. Bật mí nhỏ là người khách này là gần 70 tuổi nữa. Nhưng mà he thích hair hết lắm. Tại vì ai mà không muốn mà tiêm chút Botox hay filler, đúng là làm cái sản phẩm này là đảm bảo là gia tăng bóng trẻ hóa ra luôn như cái máy này nè. Xung quanh những cái khóe này nó thường thường nó cũng nhăn lắm, nhưng mình sẽ như này. Đây, cái máy này nè, nó dùng cái đầu nano nha, hoàn toàn không đau, không chảy máu. Nó chỉ mua cái máy này, nó chỉ có thể làm cho khách thì nó chỉ có thể là làm cho bản thân mình luôn. Tại vì cái máy, cái đầu này là mỗi người mình dùng một lần là mình dục, nó hoàn toàn rất là vệ sinh và nó gọn. Khi mấy chị đưa xuống là mấy chị cố gắng là đưa đứng thẳng cho em nha, tại vì mình muốn cái đồ tiếp rất là nhiều trên cái bề mặt của khách thì mình phải đưa. Cái máy này mình có thể gọi nôm na là tẩy dưỡng chất ngay sâu da luôn nè. Chạy một hồi là nó tự động nó tắt, là tại vì nó cần để mà lấy cái lực. Làm xong là cái khuôn mặt nó căng bóng luôn. Hôm nay em quảng cáo cái sản phẩm này là để cho mấy anh chị biết được là đây là một trong những cái loại facial mà bên em đã đang hot nha. Em cố gắng em đi lại đi tới những cái chỗ mà những cái nếp nhăn á, những cái khe nhăn này. Cái này là hồi nãy em đi rồi nha, bây giờ em mới trở lại này, mấy chị thấy nó bóng rồi, nó bóng rồi. Oh, hello Tina, cái này hả? Cái này mình gọi là, nói nôm na tiếng Việt gọi là cái súng đưa cái dưỡng chất dùng đầu nano. Cái này là một cái loại facial mới. Nên mình đang đặt quyền cái sản phẩm này, mình là đại lý của Nail Shop. Nếu các bạn thích thú về cái sản phẩm này, muốn hỏi thêm là thông tin giá cả thì có thể là gọi cho mình 713-851-8529 hay là inbox cho mình, hay là có thể gọi trực tiếp thẳng vô Nail Shop để biết thông tin về máy. Bên mình đưa ra cái sản phẩm này là tại vì mình là một cái chuyên viên để chuyên làm facial chăm sóc da, thì mình thấy cái sản phẩm này á nó rất là tốt và rất là thích giá cả, thì mua một lần mình xài được
hòa luôn, mình chỉ thay đổi cái dưỡng chất thôi. Còn cái máy là mình sẽ nạp luôn. Cái máy này cái dưỡng chất bên trong rất là nhiều luôn. Mấy chị em chị thấy không? Nó cũng còn này. Em mua thì cũng chị em thấy không? Đó, nó cũng còn cái dưỡng chất bên trong này. Tại vì người khách này á, da thì khỏe nhưng mà người ta cũng lớn tuổi rồi. Thì khi lớn tuổi á, thì cái bộ máy làm việc collagen chứ elastin nó bị giảm đi. Thì hiện tại em đang dùng cái loại serum gọi là HA. Nó cung cấp nước cho bề mặt của da. Tại vì sao? Tại người khách của em á, tại Hy là một chủ công ty về điện lạnh. Cái công việc hàng ngày của Hy là hay phải ra ngoài trời nắng nóng. Thì cái bề mặt da nó hơi bị khô, bị thiếu nước. Khi mà trong cái bề mặt da có elastin với lại collagen thì nó sánh nhờ cái gì, nó sánh nhờ nước nuôi dưỡng. Thì những cái vết chân chim này, những cái vết nhăn này này, khi mà nó được cung cấp những cái dưỡng chất này vô á, tại vì HA là một cái phân tử mà nó hấu nước. Đó, em đưa quay lại cái này là hồi nãy em đi nha, để em quay cần luôn nha. Nó đang vô những cái rành, những cái dưỡng chất nó vô trong rành của bề mặt của khách em nha. Này, sống rất là nhẹ nhàng, ăn rất là khỏe. Chứ hồi xưa là thôi, muốn làm cái này thì phải đi mấy cái co chuyên nghiệp, trả giá đắt gì đâu. Bây giờ lại mấy chị làm mua là cứ mua rồi dùng ở nhà. Bây giờ em đi lại lần hai đi, em đi lại lần hai để nắm đi. Em sẽ tập trung sâu vô những cái là những cái rộng, những cái khóe nha. Em sẽ những cái khóe nha, nó nằm ở đâu. Nó nằm ở xung quanh khóe nha, khóe mắt nè. Em sẽ đi vô đó. Hoàn toàn không có đâu đó. Hồi xưa là mình phải dùng kim, nhưng mà bây giờ với kỹ thuật tiên tiến người ta dùng cái đầu nano, mấy chị thấy không, cái đầu nano này, nhất là dùng một cái áp suất mạnh từ cái máy tạo ra, nó sẽ đưa dưỡng chất vô sâu xuống lớp thứ ba nhé. Tại vì những cái sản phẩm thông thường, những cái dưỡng chất thông thường mình dùng mình đưa xuống bằng tay á, ở chỉ ở cái mặt thôi, nó không có đưa xuống được sâu dưới lớp da đâu. Thì cái này gọi là sấp từ lớp da. Nói gì cái làm như vậy, tại vì cái áp suất nó có sẵn rồi, lâu lâu cái máy nó chạy nó lấy cái áp suất để nó đưa cái dịch chất xuống dưới rồi. Bên em là có mở những cái lớp quay dịch vụ mà dày facial nha. Nếu anh chị muốn học về facial thì inbox trực tiếp cho em nhé, để biết cái lịch học cụ thể. Cái này là cái máy để đưa dưỡng chất xuống sâu dưới bề mặt da. Khi mà khách bạn theo mình làm cái loại facial này rồi, người ta sẽ không cần phải chi tiêm botox hay là filler gì hết trơn á. Như là với cái bằng facial mình có quyền làm cái dịch vụ này nha mấy chị. Rất là dễ kiếm tiền. Một mặt này em làm 45 phút là 120 đến 160 tùy cái lọc cây cho mình nha. Mà chi phí nó chỉ bỏ ra mấy chị chỉ mua cái khẩu súng này thôi. Rồi những cái dịch vụ. Nói là làm một lần để được mình, thế làm mãi chứ. Cái serum nó nhiều quá, làm không hết luôn á. Ok. Thì đây. Bây giờ để em đưa vô và em đưa theo cho mấy chị thấy nha. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 5 phút. Tại vì sao mình đợi?
You will wait 5 minutes to let all the serum that can dip inside. Thì em sẽ giới thiệu sơ vô cái máy này nha. Bây giờ ok, em không cần cái này. Tại em làm nhiều nên phải shop. Thông thường là nó chỉ shop trước khi làm khách. Em không cần nha. Thì mấy cái máy nó vẫn chạy bình thường này thấy không? You can move up a little bit so you can feel better. Move your body up. To you? Yeah. Okay. You want a little bit higher so it'll be on this side. Okay. Let me go for this one. Yeah. Yeah. Thì đây là cái máy. Cái này là cái máy mình gọi là nano infusion. Nó đưa dưỡng chất vô sâu trong cái bề mặt của khách hàng. Nó đưa dược chất vô sâu xuống cái lớp thứ ba thì nó rất là dễ, không có gì hết á, cách sử dụng rất là dễ. Thì bây giờ mình thở cái đầu này ra nha. Cái này mình dùng một người khách mình dùng cái này nó còn đến nửa luôn á, nếu như khách mình có thể để dự là lần sau người ta tới người ta làm tiếp. Anh chị thấy không, thì trong mỗi loại, trong mỗi cái bình này nó đã có những cái sự nghiên cứu ở trong đó, nó có những cái dược chất mình cần rồi. Thì mình để vô, để cái này vô mình nghe nè. Rồi cái này là cái nắp đặt đều cái đầu nano lại. Chỉ là mình đè nha, nó sẽ có cái đồ rùng á, với cái áp suất mạnh nó sẽ đưa cái dưỡng chất vô sau này. Đó, đó cái dưỡng chất nó đang chảy ra này. Ok, em để cái này ra đây. Thì cái này nó gồm có cái gì? Nó có nhiều cái loại serum khác nhau, nhiều loại dưỡng chất khác nhau. Tại vì các bạn biết rồi, trong facial thì mỗi cái loại nó sẽ có cung cấp một cái dưỡng chất khác nhau, da mình cần cái gì. Và đây nha, tất cả sản phẩm đều made in Korea. Ok. Và trong mỗi cái hộp này nó sẽ có những cái pack nhỏ vậy nè. Mình mở ra thì một khách mình dùng một lần rồi mình dùng. Mình khuyên những cái chị làm nail, những anh làm nail nên dùng cái sản phẩm này cho bản thân của mình. Tại vì bề mặt da của mình hàng ngày tiếp xúc với những cái hóa chất, bề mặt da mình khô, nó thiếu nước, thiếu oxy. Thì cái máy này dùng ở nhà cũng rất là good luôn. Mua một lần mà dùng được cho khách hàng với là dùng được cho mình luôn. Ok, bây giờ em phải làm khách. Có gì nếu như anh chị cần thêm thông tin gì thì nhắn cho em hay là nhắn điện nhắn bên nail shop để biết được cái sản phẩm nha. Còn ai muốn học về facial thì liên hệ nhắn tin cho em để biết được cái lịch học kế tiếp. Cảm ơn mấy anh chị.